chín không hái bán hả chị? Chín đâu có bán, ai ăn thì hái ăn à. Để ha, ăn không hả? Ừ, nhưng mà ăn đâu có hết đâu, Cưng thấy quá dạ, trời nhiều quá đó. Trời luôn à. Ăn đâu có hết. Một bờ luôn à. Một sớm này ăn không hết. Nó non lắm đi. Dạ. Nó non mướt à. Cái này mình sắc nó... Nó dễ sắc hả chị? Nó không có bị cứng. Dạ. Còn thiếu nước sắc nó cứng lắm không? Dạ, cái già nó cứng lắm. Dạ. Cái này nó mềm quá chừng luôn. Mà cao thiệt chứ. Ừ. Nhớ bữa bắp chín cắt bớt rồi nè, tỉa bớt rồi, giờ nó ra cái khác á chị. Cái lá xả cái lá... xong nó xíu. Dạ. Hái xong. Xong thơm lắm chị. Ừ. Ủa nào cũng lấy quá chừng to luôn à. Quá chừng nó non cái dạ. Luôn á. Vậy mà bắp chín không hái bán bớt ha. Để nó già hết. Bắp chín đâu có bán đâu, để cho ai ăn thì hái ăn à, đâu có bán. Dạ. Đủ chưa? Dạ đủ rồi đó chị, nhiều rồi đó. Rồi về về thôi ha. Cá tươi nè, bữa ăn tủ nó vẫn tươi. Dạ, cá này nó mới lên nè. Cá tôm. Cá cường. Giờ tối nay mình làm gì ăn nè? Mình đông xả ăn rau sống nè. Dạ. Phải cắt mấy chứ nó nhỏ, không phải cắt chứ xương không à. Cái đầu nó xương không à. Xương. Vậy cắt từng con chứ thật cực rồi nha. Từng con. Nhưng mà nó nhỏ gì, nó cái xương nó nhỏ. Dạ. Còn con lớn có xương. Nó non gì nè. Làm nó hơi cực. Dạ, làm hơi cực ha. Nhưng mà nó không có xương. Xương nó nhỏ. Xương hồn đi chơi hả? Mẹ. Lát nữa mẹ đi theo con qua bên ngõ chơi. Sau hè. Sau hè. Qua sau hè chi? Chơi vòng vòng. Thôi xe không á. Hả? Ừ, bữa nào rảnh đi mẹ dẫn. Thôi. Chị vô coi em đi, chút mẹ dẫn đi. Em chừng em coi có em còn ngủ không? Ở đây làm cho sáng nha mẹ. Để con lấy kéo cắt phụ. Chị sang ca lấy kéo ra cắt phụ. Cái này cắt lâu lắm, hai ba người cắt hả, nhanh. Một mình mà ngồi cắt mấy con cá thì chắc buồn ngủ chết luôn á. Cái lá nhỏ mình cắt nó lâu nhưng mà cái xương nó nhỏ, còn con cá lớn á nó có cái xương lớn lắm. Dạ. Ngon đâu. Đi ghế lại ngồi thôi con. Con để rã đông ra làm. Vậy nó còn cứng dễ làm lắm chị ca. Dạ, ăn lát nó mềm á, nó khó làm chị. Có nấm không? Ủa sao lấy kéo nhỏ cho nhẹ. Con kiếm nó. Ở chỗ rồi chán nó ra. Mà bữa con có mua kéo màu vàng mà sao đâu rồi con không thấy. Bên em cũng có mua nữa. Mà chắc thất lạc đâu á. Chị mới mua cái kéo màu vàng mà mấy ngày nay chưa thấy mặt. Chắc mà chín cắt đâu rồi cho chị. Kéo nặng lắm, cái kéo nó tầm nặng. Cái này mình cắt rất lâu lắm ta. Dạ, em mới nói mẹ nè, cắt mình rất lâu dữ lắm. Mẹ đâu có thấy để luôn vậy đi mẹ. Thôi xương khăn ăn có được. Trời sân ca người ta cắt tại vì con cá như bự mẹ, con cá bự nó cũng không có bự hơn bao nhiêu mà người ta cắt cái ngày người ta được cả chục ký. Mày dùng phái lắm. Dạ lên lên. Giống như dạ. Cá cơm ông xã hả mẹ? Dạ. Ừ. Xíến định ra phụ mà Sơn Hà quậy quá rồi. Ngon quá chị. Chiều mẹ với Xíến lặt hả? Đá đời còn sót một hai cái đầu. Quá trời mấy con cá nhỏ nhỏ à. Nó nhỏ xíu một chiều rồi. Xíến định phụ bà nội mà Sơn Hà quậy quá mà. Sơn Hà. Con quậy vậy là sao mẹ làm việc? Nãy giờ nằm lâu rồi mấy anh chị. Ê, nhả nước miếng kìa. Nãy giờ em nằm lâu rồi đó Xuyên. Ủa nằm chơi lâu rồi hả? Ừ, nãy giờ mình đang Hùng phá đồ chơi của em hả? Thích không? Ba cho leo lên ngồi. Thôi thôi, em học vậy. Để em bị nắp lại. Gì vậy con? Không được rồi, hơi ẩm lên đi. Không cho mẹ làm việc mà. Trời ơi, trứng quá mà.
Rồi. Ấm lên cái vậy đó. Ấm lên cái dứt à. Ôi ơi. Thắng gì mà thắng dữ vậy? Hả? Thắng nhanh dữ vậy? Xả bên đó. Ngon quá. Xả bên này sao non dữ ha. Cái này ăn xả sống cũng ngon. Hai bên bắt hai á. Còn ta vào ta bán mình hơi già quá hả? Dạ. À, cái này mình hái nên là mình tách bỏ cái lớp già ngoài ha, chỉ còn cái đọt non bên trong. Còn khi mà bán thì cái nào mà còn ăn được á, hơi cứng cứng bào luôn. Dạ. Cái này chỉ cho nước mắm mặn vô không, ngon ăn gấp cũng ngon nữa. Ớt nó sao? Dạ. Ngon nè, cần bầu kéo. Nhiều ít lắm. Bỏ hết nhớ đủ. Cái này cá này mà mình chiên bánh xèo cũng ngon, ốc chiên chiên giòn cũng ngon, chiên bột. Dạ. Mắm mình lần có làm cũng bánh tráng có ngon. Ừ, ngon. Bỏ vô đây hết không hả? Để trộn lên. Trộn nước lên. Dạ. Sinh hà không hiểu với mẹ quá hả? Đổi ớt giả với xả với gì nữa, năm năm dải con làm với nè. À, một xíu đường. Dạ. Chừng nửa muỗng đường thôi. Dạ. Miếng bột nêm hoặc từ no gì đó. Dạ. Với thơm nửa nước mắm. Dạ. Để mình xào hay là sao mẹ? Bỏ vô nồi. Bỏ vô nồi bắt lên để nắp lại. Vậy là đó hả năm? Có tóp mỡ cho thơm quá trời luôn. Muỗng mỡ nước. Dạ. Vậy nó mới ngon chứ con cá. Cái món này ăn với gì ngon ta? Ăn với cuốn đậu sắn. À, cuốn đậu sắn rồi. Cứ con cho nó vô đây. Dạ. Còn như đây đổ gì hết không? Vậy cái này giống hấp quá mẹ. Kêu bằng mới con. Nhưng mà giống như hấp vậy phải không? Bỏ vô nồi. Dạ. Vô nồi này để nắp lại. Cái để từ bắt vô bếp chính đó. Lửa vừa vừa riêu riêu. Dạ. Rồi không có bỏ nước, lát từ cái này nó ra cơm nước. Nó ra nước với gia vị được. Nó không phải là kho mà cũng không phải là hấp luôn. Vậy là đưa vô đây hết nè. Dạ, cho vô, cho vô nồi. Vậy có khác không mẹ? Không. Trong đây có gia vị rồi cá nó sẽ ra nước. Chút ra nước. Ngon quá ha. Cái này là kêu bột âm đó. Tại vì nếu mà như mình bỏ nước thì nó sẽ có rất là nhiều nước. Còn này mình để gì chút xíu nữa nó chín vậy mình cuốn được không? Cơ cá nó không có còn ngọt. Cái từ này nó cũng lâu rồi ha Lâm ha. Cái từ này nè. Như âm nha. Dạ. Âm cua, âm còng. Thơm quá. Thôi. Cái này là cá cơm tốt mỡ. Âm xả. Thấy tốt mỡ nhiều hơn xả. À, bữa nay mình có cái món này mình có thể cuốn bánh tráng cũng được nữa nè. Gì đó con? Ừ? Rồi bắt lửa lên. Rồi để nắp lại. Dạ. Vậy là chờ chín là xong hả mẹ? Thì chờ chín. Rồi đơn giản quá ha. Cái mình ăn với rau sống với nước mắm. Dạ. Cái nắp lớn, cái nắp nhỏ. Để cái này đi. Dạ. Vậy là dốt lần đầu tiên làm món này hả? Tới giờ còng nha thôi mà chưa cá cơm phải không? Nhưng mà còng nha thì không có cuốn bánh tráng được, nó xương thấp không. À, không có cuốn bánh tráng nhưng mà mình cuốn rau vậy đó. À, còng cũng vậy luôn. À, mấy con còng sữa đó hả? Dạ. Còng rêu lên nó mềm. Không, con còng lớn nữa nó cũng mềm nữa. Ủa sao mềm, nó cứng mà. Vậy mình nhai đó. Mình chích yếm đó, chích miệng đó. Mẹ biết tên mấy loại còng ở Cù Lao mình không? Mẹ nói thử chục tên đi không? Nhiều lắm. Chắc cũng nhiều. Ê, mẹ đọc thử nha. Còng lửa. Dạ. Còng quyều. Còng voi. Con còng voi nhỏ, nhỏ nhỏ màu đỏ màu xanh đó. Dạ. Con còng sữa. Còng sữa là ta kêu còng mũ đó. Yeah. Người kêu còng mũ, người kêu còng sữa. Nó sữa không ạ? À? Yeah. Như cua đồng sữa vậy đó. Rồi con còng gió rồi chưa? Chưa. Còng gió. Rồi con còng mù. Còng mù hả? Có con còng mù. Mình không có bắt nó mà đóng đái nó vô nó, yeah, nó không thấy được hả? Còn mù. Còn mù. Vô con còng mù nhiều quá rồi không có xài được. À, con biết con còng mù nó nhỏ xíu nhỏ. Biết nó mà rút sạch á thì mới làm mắm được, còn rút mà dơ là còng mù vô nhiều á. Cái đó để phơi chứ để bắn chì dịch, bắn phanh. Dạ. Là còng mù. Rồi còn gì nữa? Con quyêu. Rồi.
Còn mình biết là nè, còn lửa nè, còn quèo nè, còn voi lớn nè, còn voi nhỏ nè, con còng gió nè, con còng sữa nè, con còng mồi nè, rồi mới biết nhiều. Còn mấy con nha rạm này nọ là chưa tính nữa, ha. Dòng họ bà con nó quá trời. Con bà tía. chiều ông chanh đi đăng cha tôm nhảy hết nhăn rắn cười quầy. Chiều ông nữ đi cày lời ru hay quá ngủ rồi. Châu mang gãy ách ngồi quay phanh tay. Trời ơi bà nội ru hay quá em rồi. Nãy nó quậy tưng bừng luôn. Mẹ nó miếu. Xíu không biết làm sao mà chạy kêu bà nội ơi hả mẹ. Mẹ giỏi mẹ ơi nó không quá. Tự nhiên cái trứng à, nó ngăn sóc rồi cái nó ngắt lên luôn. Ở đâu có con ếch mà kêu trong nhà ta? Ếch hay cóc? Cóc hả? Dạ sắp mưa hả? Cóc là cậu ông trời. Vậy là bữa nay mình cuốn rau hả? Dạ. Có cuốn bánh tráng nha em? Có bánh tráng rồi mình cuốn bánh tráng. Cái món này ăn tốn rau dữ lắm nè. Dạ. Vậy mình cuốn không hay cuốn bún thì Út? Chắc cuốn không quá ha con. Dạ. Cuốn không cũng ngon, cá nhiều quá. Bữa cá nhiều quá cái mẹ chiên bột cũng ngon đó nè. Ăn không? Chủ yếu là ăn cá mà. Mà có 25.000 kg là rẻ quá chừng ha. Hôm bữa chị mua như mình quên 50.000. Hỏi được nữa không mà nội ru cái ngủ em ru luôn. À, mẹ dỗ không được. Xíu không hát mà không có hát. Xíu hát bài đêm Noel đi. Không hát thì ca. Xíu không biết hát ru. Tại vì ở miền Tây mình hay có mấy bài ru ở miền Đông chắc ít ha. Ủa xíu. Từ hồi con bé em tới giờ chị Thơ không có nghe con hát không hả? Hát thử vậy. Ru cho xin hùng với xin hà. Hát thử không nghe à? Xíu đó giờ đâu có ru em đâu. Chứ làm sao đấy? Nín đi con rồi. Hát dở, để mẹ hát đánh đi con. Nên nín đi con. Con hát kìa. Ngủ đi con. Hơi mà. Sơ Hùng đó bà nội cũng hát con vậy đó Sơ Hùng. Con hơi. Mặt bảo thấy sợ luôn. Mặt cái gì bảo đâu. Thôi văn à. Lâu lâu làm trận chơi vậy. Người ta nói cái câu sao? Đừng nhìn mặt mà cách hình dung. Nhìn tưởng hiền lắm. Nhìn hiền quá chừng luôn mà làm hết. Nãy bớt rung không? Mà nói hơi rung rồi đó. Nãy con nghe xíu đóng cửa mà em nghe khóc quá. Rung quá chừng luôn. Xíu rung quá trời không biết sao dỗ nữa. Giờ nó còn hít hít rồi dạ. Tại khóc nhiều quá. Còn nôn. Giờ cá chín rồi sao bà nội ăn đây nè. Đeo bà nội dính da luôn rồi. Mới mua cho cái ghế đó, nằm lúc lắc đó, tưởng được nằm yên để cho cả nhà ăn cơm. Vậy là ngon mà ha. Ai giờ quậy tưng bừng luôn. Nói mẹ nói đó, để nó nằm đó, cho nó hít kìa. Nó nằm đó, hổng nay trong cái rổ là để tình nghiệp nó quá. Bỏ rổ đi ra. Hút rửa đau ha. Cá chín này nè. Này nó chín giống như mình hấp á nhưng mà không có nó không có bị ướt. Nó giữ lại được cái mùi thơm. Dạ, không bị lạc. Rồi mọi người đừng có chén nha. Rồi. Nhập tiệc thôi. Ăn đi ơi. Cái này 1 kg không mẹ hay nửa ký mẹ? 1 kg mà mẹ thì lật không bỏ nhiều lắm. Vậy là 1 kg chẳng rồi ha. Lật bỏ đầu rồi. Tiệc nhìn mà quanh tráng. Tiệc quanh tráng $1 luôn. Rau này thì mình xin của hàng xóm. Ồ vậy mốt mình đãi tiệc kiểu này đi ha. Một tuần nữa phải làm 7 bữa tiệc luôn. Mẹ sợ rồi mẹ cứ bước người ta cắt. Bây giờ chơi khó này nè, có một câu đố nữa mà ai ăn xong bữa ăn này á mà ai đoán được á thì sẽ được thưởng một món quà rất là lớn.
Ăn đã, cái hỏi nãy giờ ăn nhiêu con cá rồi. Không biết đường trả lời luôn. Quá nhiều con. Nó băng mà cần nhịn chỉ gì xíu cắt chổi luôn. Ở cá này mà cắt bỏ đầu với bụng không ạ? Bỏ đầu mà. Ừ. Cái bụng nó đắng không? Không, nó đắng. À, con cá trắng mới đắng phải không? Cá linh. Dạ. Con cá thì con cũng mới ăn luôn. Tranh thủ ăn để Sơn Hà quậy ngang. Để rau mình bẻn đi chỗ khăn với xíu đi. Mình không này có đổ nước á. Dạ, không. Này ôm xả với tóp mỡ đó chị. Ngon quá. Ừ. Cá cơm ôm xả với tóp mỡ. Cá xài giữa mưa. Dạ. Ôi bông đẹp quá ta. Bông này sáng em với chị Thanh Ca mua hả xíu? Cúng dựng nhà. Bữa nay mình dựng cái nhà tiền chế để làm cửa hàng nên là chắc cũng không có cúng hoành tráng phải không? Nhà nhỏ thì cúng nhỏ, nhà lớn cúng lớn. Giống như khi mà mình vẽ nhà với Úc, bản vẽ mình theo phần trăm. Ví dụ nhà người ta vài trăm triệu thì người ta cúng nhiều. Còn mình có vài chục triệu thì mình rẻ hơn 10 lần. Nó rẻ chút. Yeah. Nhiều tình thì nó mắc thêm. Bữa nay em cúng trái cây hả Xuyến? Dạ, có bưởi, thanh long. Có ừ, dạ. Này là hồng giòn, mãng cầu với vú sữa, à, xoài. Hỏi, mẹ chứ cúng mấy loại? Thường thì người ta kêu ngũ quả để mẹ đếm thử. Này là 7, vậy là thất quả. Rồi. Cúi anh. Có con nhỏ vậy đó. Hình như bữa nay Sơn Hà nhõng nhẽo. Ăn anh Yên. Tại vì chiều giờ bị mẹ bỏ bỏ rơi. Giận hả? Dạ. Yeah. Xíu cho vú sữa bắn cho mặt. Trời, chị cự quá trời. Dạ, hỏi lý do là sao mà em bị. Nó giận con, nó sao giận. Nó giận. Nó bú quá, sữa nó xuống nhiều quá, bắn vào mặt. Cũng khó không? Cũng khó tính dữ vậy. Hôm nay mà sữa căng là nó không có bú. Thấy hút bớt ra. Xíu hơi dùng máy hút bớt ra. Dạ, hôm nay xíu để vậy chứ nhiều quá. Dạ. Khóc gì đó. Dì Út lắng lỗ tai nghe đặng nghe cái sướng ru em mà nãy vậy chứ nghe Sơn Hà ơi. Ơi Sơn Hà ơi. Người ta ru con khóc rỗng người ta lên ruột lên gan mà đây chọc. Ơi Sơn Hà ơi. Sáng không lại ăn nè con. Dạ không, không đi ăn. À, hôm nay mời cả nhà mình món cá cơm nghe, cá cơm xả với rau rừng. Này rau hàng xóm chứ hay rau rừng. Rau này ngon, đủ rồi. Yeah. Cái món này ăn không ăn được nhiều chứ mình ăn với bún nhanh no lắm. Thành niên phải là có mấy đi đế ngon lắm. Dì Út có nhậu không? Dì Út không có nhậu mà suốt ngày cứ đòi rượu đế nè, bữa nào ép dì Út nhậu bữa. Hay đó sư. Dạ. Mình ăn rau ăn nãy kia rồi cái mình uống nhỏ một cái ấm bụng. À dạ, dạ. Ly dằn bụng không? Được không anh Yên? Nãy giờ không nghe lên tiếng không biết được không hay giận hờn nhiều. Cái món này sớm mình cũng ngoại không? Cũng ngoại ạ. Đầy nhóc nha. Thấy vui gì đâu. Chừng một lát nó nhồi hơi là cái cá bay mười tăng tăng rồi trời. Sai hả? Sai sống hả? Gần chết. Làm ơn cho tôi về. Làm đêm đó rồi đêm thứ hai nữa. Cái gì em về. Về thì tôi cho lên bờ đi về em lát về mình đi dễ mà. Đi vô Gò Công đi về. Dạ. Mình đi mà. Dạ. Vậy cái mang ra chạy về à? Dạ. Cái gì hai dưỡng hai đấy. Sao tụi bay về sớm vậy? Cái gì năm con quỷ nè. Chịu nổi rồi mới chạy về. Nhớ thấy thương mới cậu vậy nè. Dạ. Không biết sao không biết đâu về đi. Mình đi không đi. Nó nhầm lát cái về. Sắp xe chạy về tới nhà luôn. Về vậy luôn. Mà ta dọn ra đi phóng từng lễ trở đi. Mới về. Đi có hai bữa à. Mang ra chạy về. Được quá trời. Hết nhóm này đi nữa rồi. Nhóm xin đi lắm. Rồi năm nó ra lửa phụ nó quá thì nhiều rồi nó giờ chết giờ chứ ở đâu cửa nó chai sống lắm mẹ nó chai sống nhồi chút thôi hết chịu nổi
Xay sống nó còn tệ hơn xay xe nữa đó. Tại xay xe thì mình còn nhìn thấy cái con đường đi phía trước, còn xay sống là không biết, biển cả mình mong là nó cứ nhồi. Dũ cũng cái năm Dũ 19 tuổi cũng bắt trước bắt trước mấy chị trát ghe ở bên mình muốn lăng á Sơn. Dạ. Cũng cái đó là dòng Tân Phước, Tân Phước á năm rồi cái sớm lăng đó là chuyên môn người ta, cái nghề của người ta là đánh cá không bắt cá. Dạ. Cũng nói đi cúng lăng đi nghinh ông nữa ha, cũng bắt trước mấy chị chạy theo. Bắt đầu tối cái nguyên một đoàn tàu không biết mấy cả mấy chục cả trăm chiếc nha. Đi ra ngoài biển cũng bắt trước nhảy xuống đi. Theo. Đi ra ngoài mấy chị đứng hú hí đồ ngoài biển, còn con nằm không ở trong nằm riết rồi tới chừng tao quay về cũng không hay luôn. Không biết ở đâu, không biết gì. Cái tặc thì sai tàu xe thứ sợ luôn, mà mình đập bông trang nữa. Mà sao mình đi xuống cái ghe mình nhìn nước thấy ham không hiểu mà. Bình thường á thì ấy, nhưng mà xử có sóng gió một xíu thì vui lắm. Trời ơi là ghê lắm. Chiều mặt trời mà sắp lặn nha. Cái nhìn á, biển mênh mông nữa hả? Nó im ru ha. Im ru với mặt trăng. Bắt đầu hả thuyền đánh cá đi nhóc. Y như con dòm ruộng mà cần vậy. Chắc cá đi nhóc ở dưới biển hay sao? Te qua te lại. Cái đường te á. Nó ăn chút ăn ngá. Dạ. Lâu ăn là ăn hoài nhá. Bữa nay thì cả nhà mình cũng ăn cơm xong rồi mà có cái món này mẹ nó để tủ lạnh lâu quá sợ nó hư. Đó nên là lấy ra mần ăn lay xét. Hồi chưa ngon không? Con ngon con ăn được hồi nãy ăn được chén cháo. Bữa nay là quay cho cả nhà mình xem món cá cơm sả nghe, rất là ngon luôn á. Em thèm dữ lắm mà em không dám ăn tại vì bữa nay không được ổn lắm. Không được khỏe. Ba ngày nay ăn cháo. Ba ngày nay con ăn cháo. Ăn cháo nhưng mà vẫn phải giữ phong độ, giữ cho quay cho cả nhà mình xem món này. Nhưng mà nói chứ không có dám làm ẩu ha. Thôi kỹ kỹ xíu rồi mốt mình còn thử mấy món khác nữa. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo ngày mai ha. Giờ vô canh phụ Sơn Hà đang cho xuyến ra ăn nữa nè. Xuyến rút đuôi nãy giờ rồi.